Vâng, chào mừng quý vị đến kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Cáo nhé. Bây là 3 giờ chiều ngày 20 tháng 10 năm 2019. Và tôi đang có mặt tại nhà anh Vinh Dung, khu 4, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và để trực tiếp tôi đã bàn giao cho nhà anh một bộ bàn ghế tần thủy hoa, chất liệu gỗ gõ, gỗ hương đá, và cùng chiếc kệ tivi. Và chọn bộ phòng khách mà rất là đẹp, quý vị tham khảo. Đây là chất liệu gỗ hương đá nha. Vâng, cái bàn hôm anh ký là cái bộ kia, thế nhưng là xong em về em bảo là nó không được. Và chiếc kệ sừng trâu. Thêm 2 triệu nữa. Bộ đấy là ra thêm 3 triệu nữa. Bộ cột liền đấy là chính là cái bản đấy là ở cái bộ đấy. Và đây trên màn hình quý vị, đây là anh Vinh Dung đây, chủ nhà. Và kia là bác bố đẻ của anh. Và ai có nhu cầu sở hữu bộ ghế tần thủy hoàng như của anh Vinh Dung ở khu 4 xã Tư Lộc này thì xin liên hệ với cơ sở Đồ Gỗ Tùng Cáo nha. Có số điện thoại là 0987508 06. Ông vào đây này, hôm nọ tôi cũng ngủ. Hôm nọ. Và đây là bác cha bố đẻ của anh Vinh Dung đây. Và bác tên là gì bác nhỉ? Bác gì ạ? Cạn. Và đây là bác bố đẻ của anh Vinh Dung. Và đây là bác có tủ chè rất là đẹp, tủ bằng gỗ mít bác nhỉ? Mít. Và thế bác cảm thấy bộ ghế nào có ưng ý không bác? Ba đứa con thôi, tôi bắt đóng kiểu này rất và ba thằng con trai một đứa con gái rất thích. Và vâng, thế cháu rất cảm ơn bác và gia đình và vợ chồng anh Vinh Dung đã tin tưởng và xuống tận cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám cháu để đặt đồ. Hôm nay xong cháu lên bàn giao cho gia đình bác. Và thế cháu xin cảm ơn bác và thể gia đình nhé.